hàng loạt sau việc đau xót khi nhà thờ Đức Bà Paris bị nhấn chìm trong biển lửa. Ngọn lửa đỏ rực kinh hoàng bùng phát dữ dội vào ngày thứ Hai, 15 tháng 4 giờ địa phương và hủy hoại nhà thờ nổi tiếng 850 năm tuổi, một thiệt hại hết sức lớn lao cho thành phố Paris và nước Pháp. Không chỉ người hâm mộ, nghệ sĩ Việt cũng đau xót, tiếc nuối trước những hình ảnh cháy dữ dội của công trình nổi tiếng này. Qua những bức ảnh có thể thấy, khói đen bao trùm toàn bộ một vùng rộng lớn của thành phố Paris. Trước biến cố đến bất chợt với thành phố Paris, nhiều nghệ sĩ Việt như Hoàng Thùy, MC Nguyên Khang, ca sĩ Thanh Thảo, Nathan Lee, Đức Tiến tỏ ra vô cùng đau xót và cùng nhau cầu nguyện cho những điều tồi tệ khác không tiếp tục xảy ra. Ca sĩ Hồng Ngọc chia sẻ với nội dung: "Mới chỉ hôm qua viết trên Facebook là cuối tuần này nếu đi Paris sẽ đến nơi này, mà giờ thì nhà thờ đang bị cháy. Buồn quá, xin cầu nguyện cho nước Pháp." Trong khi đó, Quang Dũng cũng cho biết không tin vào mắt mình, cùng cầu nguyện cho nhà thờ Đức Bà Paris. Á hậu Hoàng Thùy không tin vào mắt mình trước thảm kịch này. Cô chia sẻ, không tin vào mắt mình, nơi lưu giữ những điều thần bí nhất nhân loại, liệu còn gì đây? Hồng Ánh chia sẻ, nhà thờ Đức Bà Paris cháy lớn, hiện tại vẫn chưa tìm ra nguyên nhân chính xác, nhưng chính quyền cho biết khả năng nhiều liên quan đến công trình trùng tu nhà thờ. Hạnh phúc cho ai được nhìn thấy nhà thờ này khi còn nguyên vẹn. Dương Ý Ngọc tiếc thương cho một biểu tượng lịch sử lâu đời. Một tin rất buồn, nhà thờ Đức Bà Paris đã bị cháy dữ dội từ đêm qua. Di sản tuyệt hảo về kiến trúc và tôn giáo của Paris từ thế kỷ 12 đang bị cháy trước sự bất lực của người dân. Rất nhiều người chứng kiến ngọn lửa bùng phát đã khóc. Mình đã đến đây nhiều lần và từng chụp ảnh những tấm ảnh để làm kỷ niệm. Hứa Vĩ Văn cũng có đôi dòng chia sẻ. Nhà thờ Đức Bà Paris, nổi tiếng biểu tượng văn hóa của cả thế giới, đã bị ngọn lửa tàn phá nghiêm trọng và tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Buồn thật, hy vọng nước Pháp sẽ khắc phục được khó khăn này. MC Nguyên Khang thì viết một status cầu nguyện cho Paris, cầu nguyện cho nhà thờ Đức Bà, biểu tượng của Paris và nước Pháp. Mai Phương Thúy thì thương tiếc, thật đau lòng, bao năm nay để tiêm vaccine cho trái tim, tôi luôn tự nhủ hãy tin rằng điều không thể ngờ nhất sẽ luôn luôn xảy ra. Chỉ biết là không thể giữ được, là với ai và lúc nào. MC Phan Anh chia sẻ một bài báo về vụ cháy này, kèm theo status, cháy nhà thờ Đức Bà Paris, lòng quặn đau như muốn khóc, cầu trời. Bên cạnh đó, thân Thúy Hà cũng như loạt sau việc khác đã tiếc nuối trước những hình ảnh này. Liêu Hòa Trinh cũng bất ngờ khi sáng sớm đọc được tin dữ dội, không tin vào mắt mình. Vũ Thu Phương tiếc thương cho một biểu tượng lịch sử lâu đời. Ca sĩ Thanh Thảo, nhà thờ Đức Bà tại Paris, kỳ quan nổi tiếng của thế giới đang bốc cháy. Nhìn cảnh tượng này thật là đau lòng, cầu mong không có thương vong về người. Theo các tài liệu, để xây dựng và hoàn thiện công trình nổi tiếng này, nước Pháp đã phải tốn đến 200 năm. Công trình được khởi công từ năm 1163. Là một công trình kiến trúc tiêu biểu của Pháp và châu Âu, nhà thờ Đức Bà Paris đón 12 triệu khách du lịch mỗi năm. Nhà thờ Đức Bà Paris từng bị hư hại và được tu sửa rất nhiều lần trong suốt lịch sử hơn 850 năm của mình, nhưng chưa bao giờ rơi vào tình trạng tổn thất nghiêm trọng như sự cố ngày hôm nay.